Trong vài thập kỷ qua, sản xuất tại Mỹ được xem là không thể vì hầu hết các công ty Hoa Kỳ đã chuyển sản xuất ra nước ngoài. Luraco đang chứng minh rằng sản xuất ở Mỹ vẫn đang tồn tại nhờ sự khéo léo và lao động nghiêm túc của công nhân cũng như sản phẩm chất lượng vượt trội. Ghế massage Luraco được thiết kế kỹ lưỡng với các công nghệ tiên tiến đã được cấp nhiều bằng sáng chế, luôn hướng tới tiêu chuẩn người tiêu dùng ở Mỹ. Mỗi chiếc ghế của Luraco đều được làm thủ công từ khung sắt trở lên, chú ý đến từng chi tiết và tự hào khi được gắn nhãn Made in USA trên mỗi chiếc ghế. Sau đây là vài hình ảnh hậu trường về quy trình sản xuất ghế massage Luraco.